Alo, Tao alo. bọn lên em. Mỗi người một nơi qua trái với ông kia. Nhảy lên một, nhảy lên một. Trên một có Minh Giáo Vạn Hoa với Bá Đao nha, tim treo. Bên đây thiếu lâm với lại phải gì đó kêu. Rồi, về sớm anh em, về sớm. Minh Giáo Vạn Hoa, Bá Đao trên khu một hình như là nó treo. Thôi để đây nè, trên nhảy Bên nha đây anh có em. thiếu lâm. Chơi bên đây nè. À, chơi. Ok. Tôi Ê, vô xuống chơi chơi chơi. Thấy, chơi à, bom luôn nè. bị cái gì Bom chón anh em nè. ơi, bị cái gì chón. Rồi, mới mới qua bị khựng cái gì không biết. Chạy đi, một con chết hết, thiếu lâm chết rồi, con lôn kìa anh em ơi. À, cẩn thận cục chùm chùm kìa. Rồi rồi ok, ổn, chạy. Về cẩn thận mấy cục chùm chùm nha, về nó dính một cái là ăn cắm heo luôn á. Bên này có ba con quái ô cục máu khu sáu ai ăn chưa anh em ơi? Nhai cũng bị mà vừa qua là bị đứng khựng lại liền luôn á. Có bao kích nè cô ơi, bao kích. Ai ăn rồi, rồi. Thiệt luôn á, định là cầm tay to bữa nay chừng này quét trăm mấy mạng mà đem làm vậy tôi hiu quá. Sao ngộ ghê, quýnh xong mình vẫn đầy máu ta. Ủa, ông Tokuda không có bất bị hết hả? Bắt rồi, có phút rồi mà mắc vậy á. Quýnh như chó. máu thế nào anh em ơi, cô sáu máu. Rương rương nha, ăn rồi. Tôi chưa có thức thám đâu nha. Chưa có thức thám. Rồi. Có là không gì. Đi đây rồi đấy. Qua phải không? Qua phải không nhân này. Cái. Tôi chưa có thức thám nha. Đây, thân nhân đây đây đây, có bạn hoa nè anh em ơi, có bạn hoa nè anh em, có đường môn đó nha. Nhân qua. Đây, có con. Đường môn. Ok, nó chết hết rồi. Xong rồi. Xin con ngựa. Rồi xong rồi. Rồi không đi kiếp nha. Rồi. Nghe còn cuốn nữa. Rồi, tôi đã bước 500 mà rồi đó. Oh, ai mới mở rương? Ủa chưa à? Vậy. Ok. Rồi ok đó. Rồi có đủ bí kiếp hết nha. Hành trang đồ đã đủ rồi đó. Rồi nhanh mở rương mà nhai. Nhanh em mở rương mà nhai. Ông Tokuda phạm đi, phạm phạm bảo đi. Ơi, bên 7 luôn anh em ơi. Mở rương đi, nhai đang mở rồi, nhai đang mở rồi ông Tokuda ơi. Ok. Trời ơi, ăn ảo tượng anh em ơi, để xem. À, tôi nói 2-3 cũng mở rồi nha. Đâu ơi. Mày trời ơi. Làm lẹ đây, quá. Nước cái máu nha anh em. Thấy thằng tiêu dao nó nước cái máu á. Có thể tim của nó là kia đó. Để qua quát luôn. Sợ gì? Tôi có lóc rồi, tôi có lóc rồi. Từ từ 5 giây nữa. Úi cha bị nổ. Từ từ không báo tí đi, không báo tí. 10 giây nữa, tôi bút mẹ luôn rồi. Giờ tôi qua là tôi lóc lên đầu luôn nha. Đây anh em, qua đây. Ok. Qua. Nó kìa anh em rồi, ơi. Rồi thôi. Thả cọp, cắn 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 cắn. Không tính cho nhai ơi. Ok. Ái chà. Hình như là nãy giờ tôi giết mười mấy bạn đó, tôi chưa thấy cái số like của mình tăng lên anh em. Anh em hãy nhớ like anh em. Xuống, xuống dưới hay lên trên nè. Từ từ hết chưa ông nội. Đừng tham. Ra ngoài mới đứng. Giờ con ngồi. Mở rừng đi em ơi. Mở rừng đi. Đây là có mua đồ mua rừng gì không? Ai mua ảo tượng gì tự nhân gì không? Không. Nghe thì ba cũng biết cái bài. Ôi trời. Ghê vãi. Thẳng cợp cái cắn. Mất rương rồi anh em ơi, mất rương. Ngon lành.
Ok ok. Nhớ quay trở lại nha ông, đừng đừng đi luôn nha. Rồi nhai đã hồi hết tất cả các chiêu. Ủa, trống vắng, trống vắng. Ok ok ok, ổn ổn ổn. Đây đây đây, chờ. Ê bị sao, bị khẩn, bị khẩn. Ô tô tô tà chị chị. Thiếu Lâm lên quần. Ê Thiên Dương Môn chứ nhầm. Năm độc, năm độc, năm độc. Rồi con lôn về hai anh em ơi, con lôn về hai anh em ơi, còn chấm máu. Bỏ nha, bỏ nha. Ok, bỏ bỏ, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Nó chạy anh em ơi, nó chạy, nó chạy rồi. Ok, full bí kiếp, còn quá trời tài nguyên luôn. Ngon lành. Ok đó. Ok, phục ma thạch lấy đem quýnh cho đẻ. Tại lá kêu được cái tăng 200% sức mạnh này. Lá giờ đang liên quân rồi. Ôi mấy bạn này chơi Thiếu Lâm nhiều vậy ta. Thiếu Lâm nó mới được chỉnh là anh em. Ê, cụ số 8 là tìm phải khoai nha. Các bạn dương môn vào. Dương môn nó giữ lại các bạn mà là gánh quân luôn á. Dương môn nó nhiều cho các bạn. Giờ một đi em ơi. Ok. Okura sao im lặng gì anh em? Ông đang theo sao nhai là chắc ông đang theo sao nhai á, chắc ông bận gì rồi. Rồi ông búp kêu luôn rồi kìa. Ba làm cho anh em quen quen. Đây đây, chào xin chào. Chinh chinh chinh. Có qua không? Qua không? Mình lên trên đi, mình cứ từ từ anh em ạ. Đây 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 đây. Chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Ok 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 sao. Trời ơi anh em mua sạch đồ luôn. Bảo kích, bảo kích, bảo kích, bảo kích, bảo kích. Chạy hộ, chạy hộ. Bảo kích đây nè anh em ơi. Chạy hộ. Bảo kích à. Ăn đi. À, bảo kích đó ăn rồi, mất mất lóc nha, mất lóc, mất lóc nha. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, thằng đó ăn á, thằng đó ăn á. Vậy là nhai bị lắc rồi. Trời ơi, chơi nhầm chiêu luôn, phải nồi. Từ từ từ, bình tĩnh. Ăn đồ, ăn đồ nha, ăn đồ nha. À, ừ, rồi, tôi qua phải đây. Qua, qua ba luôn, qua ba luôn. Dọc qua ba luôn. Chưa, chưa. Từ từ tôi chưa có nước tháo để tí để cho đây rồi đi anh em ơi. 300 luôn có vàng không để luôn bà không có gì ăn ta vậy là bị ăn rồi nha anh em cẩn thận nha. Để đợi ra dưới đây này. Ôi thanh niên nào dọn sạch đồ ghê thật. Đây lên xuống dưới luôn nè anh em. Đây 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 anh em ạ. Ok. Ấy chạy chạy, mày chạy. Trời ơi, kéo hoài không hoài ta. Đây đây đây, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm, Thiếu Lâm. Bị lắc, bị lắc này. Đâu. Thiếu Lâm xuống khu 17 rồi nha. Mà sao nhai bị lắc hiển thị đồ hoài ta? Ôi, cả ổ dưới này luôn. Thiếu Lâm kìa, Thiếu Lâm kìa, nó hút vô anh em. Ok, nó chết rồi anh em ơi.
Bá đào, cẩn thận. Chạy đi cua, chạy đi cua, cứ chạy đi. Ok, 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 đang đánh. Ui, bé tiêu dao chạy, cục quần nó bắn. Bữa nay quên đeo trên đợt ông nội. Mới đánh con cái là nó xúc cái quần ra, phải lập vô. Giao từ đi. Má ơi, kéo cái thằng kia lại. Rồi, khu 6 lên em ơi. Bảo kê nhai nha. Đẹp lắm đi. Em nhai mở đi. Ai bất tử kìa. Đi chơi đi anh em. Tôi lên 8 chân nha. Ok. Rồi lên 8 luôn, lên 8 luôn à. Lên 8 mất hết rồi. 9 cô ơi. 9. Chuối. Chạy hộ. Châu vải thật. Ba mới mở em ơi, ba mới mở. Ba. Ba. Qua rồi, nó lộn rồi. Đó. Trời ơi. Qua luôn. Ba luôn cùng tụi quân chịu. Trời gì? Ok. Rồi ok. Rồi nha, ai mua bảo hiểm chưa? Ai mua bảo hiểm chưa? Quốc à. Đây, quốc. Ôi nó chạy được. Ê nó bị tàn phế mà chạy ghê mà. Ôi nó chạy lẹ ghê thật. Vậy là tiêm vô môn bị lắm rồi. Bắt xử rồi. Này, chú, mày hả bưởi, thả con cọp ra nè. Chón liền nè, quất liền. Ôi, còn gán bung vòng nữa. Này gọi là trước khi chết còn giải dụa đó anh em. Đúng rồi. Vậy được, nãy biết vậy là mình đừng có đánh để cho ông Tukuda ông chết đi. Tukuda ông sẽ chết kìa. Cho một điểm mà chết. Giờ chắc còn mấy tim ở 11, 10 quá. Ok, thôi chia ra kiếm mấy team này các anh em ơi. Mà cẩn thận nha, còn team 3 nó quýnh cho má. Má nhìn ông ra luôn á. Có cục máu khu 8 nè ông Tokoda ơi. Cục máu khu 8. Có rồi. Một thằng treo nè, một thằng cái giường treo ở dưới cục 6 chạy xuống nè. Ủa ai mới chạy xuống vậy ta? Có một ạc mới chạy về khu 8 nha anh em ơi. Rồi, còn một team đó nha. Chết cha nha, bị loạn rồi, đợi nha xíu. Anh em chết 13 với 11, 12 chứ anh em ơi. Nhầm 10 với 11 chứ. Đây rồi, sẵn rồi nó. Con đang chạy lên 1 rồi. Lên 1. Ok, rồi. Thấy. Đó là 3. Nó qua rồi. Ôi cha, nó qua 9 rồi anh em ơi. Ôi, nó lẹ vãi. Hình như 2 thằng thì phải. Một thằng. Trời ơi, đứng. Còn một thằng đang kiếm, thằng chỗ đang nha. Thằng đang kiếm đang ở 4 nè. Cốc máu của 4 nè anh em. Ôi còn nhiều ô, nó chạy lẹ quá à, bắt không được. Đại kiếm xuống 5 nha. Đại kiếm qua 6 nè. Ê, tặng Võ Đen ở bên 9 anh em ơi, Võ Đen qua 2 anh em ơi. Giữ nó lại. Mới xuống ngựa cái nó chạy mất tiêu rồi. Đây, hay lắm. Rồi, win lâu rồi, win. Ok. Quá lẹ cho trận tâm ma. Quá hay anh em ơi. Tôi thấy là anh em mình đã tập dập sơ sơ cái này là tối nay vô địch hết luôn á. Rồi hay quá, hẹn gặp anh em tối nay nha. Nghe luôn. Chào. Rồi ok ba anh em nha. Thì tối nay kêu lá cổ vũ nữa nha cô ơi. Ok luôn, con ạ. Rồi bye bye anh em.